nghỉ ngơi, chúng ta chơi tự do đúng không? Tự do bây giờ làm. Chơi tự do xong chúng ta làm gì? Trả lời câu hỏi chưa? Trả lời câu hỏi đúng rồi. Còn gì nữa không? Có em bổ sung, Hà Phương bổ sung em. Ăn chưa? Ăn chưa? Đúng rồi. À con. Con được quả. Còn hoạt động nào nữa không? Hết rồi. À thế bây giờ cho cô Hành hỏi này, bắt đầu nhớ lại. Nhớ lại từ sáng này, sáng ra chúng mình dựng lều này, các con đã học được bài học gì từ việc dựng lều? Chúng ta biết câu hỏi này đã, khi chúng ta dựng lều chúng ta thấy khó hay dễ? Khó ạ. Khó hay dễ? Ai có ý kiến chưa ta? Nào, ra thân nào. Hơi khó, con theo con là dựng lều khó ở điểm gì? Thế bây giờ cô lại hỏi này, dựng lều dễ ở điểm gì? Nào Lâm nào. Dễ ở điểm cầm ạ. Giữ cột là dễ nhất. À giữ cột là dễ nhất. Còn nào Khánh? Có đóng cọc xuống là dễ. Đóng cọc xuống là dễ nhất. Nào Phong? Buộc dây là dễ nhất. À buộc dây là dễ nhất. Giữ đây. À giữ dây là dễ nhất. Thế câu hỏi này, thế khi đi cắm trại thì tại sao chúng ta nên dựng lều? Bởi vì đỡ bị lấy tránh mưa. Huấn luyện viên đâu? Huấn luyện viên đâu? Ngồi vào. Huấn luyện viên đâu? Vào ngồi vào tổ trừ điểm huấn luyện viên nào. Thế các con nếu câu hỏi này. Huấn luyện viên ngồi vào điểm nhá, không bị trừ điểm đấy. Câu hỏi này. Để rút kinh nghiệm cả huấn luyện viên. Nếu như để các con dựng lều mà không có huấn luyện viên, các con có làm được không? Đã làm được chưa? Rồi ạ. Đã làm được chưa? Có ạ. Hơi khó. Nhưng đã tự tin làm được nếu không có huấn luyện viên chưa? Rồi ạ. À. À thế ạ, à, vậy thì lần sau là chúng ta sẽ dùng lều mà không có huấn luyện viên nhá. Ok không? Có tự tin không? Thế bây giờ câu hỏi tiếp này. Các con thấy là khi dựng lều, chúng ta có dựng được một mình là chúng ta mình thì dễ hay là dựng nhiều người thì dễ? Nhiều người thì dễ hơn đúng không? Thế thì theo các con là khi chúng ta làm việc, một mình thì dễ hay là nhiều người thì dễ? Nhiều người. À tại sao dựng lều nhiều người thì dễ hơn một người? Ai trả lời được? Ai trả lời được? Tại sao? Tại sao? Vì một mình không có là nếu mà dựng nhiều không có nói lều. Người phân công nhau một việc thì nó sẽ nhanh hơn và cái kết quả nó sẽ tốt hơn là một người làm. Và các con có đồng ý không? Vâng. À. Thế phải làm thế nào để nhiều người cùng làm việc với nhau được nhỉ? Nhiều người cùng dựng lều được nhỉ? À, làm thế nào để mọi người cùng dựng lều được mà không có phải là người thì kéo đằng này, người thì kéo đằng kia, là mỗi người kéo một đằng nó đổ lều thì sao nhỉ? Chúng ta lúc đó thì chúng ta phải như thế nào? Đoàn kết ạ. Chúng ta phải đoàn kết đúng không? Vậy chúng ta học được bài học gì từ việc dựng lều? Hả? Bài học gì? Phải đoàn kết. À, phải đoàn kết mới có thể dựng lều được đúng không? Nếu như mà cái lều có 4 cọc mà mỗi người kéo một đằng thì có dựng thành cái lều không? Được. Vậy thì cái bài đầu việc thứ nhất chúng ta học được đó là làm việc chúng ta phải biết làm với phối hợp với đội nhóm đúng không? Cái việc thứ hai nào? Thứ hai là chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta đi đâu? Đi chợ. Đi chợ. Ai đi chợ lần đầu tiên giơ tay? Lần đầu tiên trong đời tự đi chợ như vậy giơ tay. À thế nhưng mà đi chợ mấy chỗ này. Con đi chợ mấy chỗ này. Chúng ta mua đồ ấy,
thấy là khi mà mình đi chợ mua đồ mình cần phải có cái kỹ năng gì nhỉ? Mặc cả. Tại sao phải mặc cả? Ai trả lời? Nào, tại sao phải mặc cả? Không có thể. Nào theo con này. Con có mặc cả không? Không. Hà Linh có mặc cả không? Con mặc cả. Tôm mặc cả. Tôm mặc cả cái gì được 5.000 kể cô nghe này. Trứng ạ. Trứng à? Trứng bao tiền? Trứng 35.000, con mặc cả 5.000 thì thành 30.000. Ồ, thế thế ba cái đồng ý không? Ôi tôm giỏi nhỉ. Con ô tôm nhá. Nào con. Con thì con cố mặc cả bác ấy thì con mặc cả món gì? Rau. Bao nhiêu tiền? Anh đi lấy tiền. Quên mất. Không mặc cả rồi. Con bảo không mặc cả nào con. Con không cần mặc cả. Cô biết con cô giảm giá luôn. Ôi thế à? Xịn thế nhỉ? Thế là điều đầu tiên đi chợ lưu ý là phải mặc cả. Lưu ý quan trọng nhất của việc đi chợ là gì? Đồ tươi. Chọn đồ ạ. Là chọn đồ nào? Rẻ. Tại sao lại phải có kỹ năng chọn đồ? Nào chị Uyên nói là nếu như mà cho mình chọn được đồ, mình chọn đồ thì sẽ được đồ tươi hơn là người ta chọn cho mình. À, phải tự mình chọn. Người ta là người ta lấy random nên là. Còn nếu mà cái người bán đấy chọn thì là họ sẽ chọn không được theo không được tươi giống như mình. Không được người cả. Nếu như mà họ lấy lợi nhuận thì cũng kiểu người ta có nhiều đồ mà bị ôi ạ, xong người ta thấy mình kiểu trẻ con người ta bán luôn. Thế là phải tự chọn đúng không? Thế còn một điều gì nữa chú ý khi đi chợ chúng ta phải nhìn cái gì nhỉ? Có một cái quan trọng ấy là phải nhìn cái gì nhỉ? Nhìn đường. Đúng rồi, nhìn đường. Không nhìn ngã. Nhìn đâm xe máy không người ta đâm. Có ai phát hiện ra là khi mà chủ quả mua xong là bán hàng sẽ lấy vào cho vào cái túi này xong lại đặt vào cái gì nhỉ? Cân. Chú ý cân ạ. À chú ý vào cái gì? Cân. Ai trả lời? Nào Leo trả lời. Chú ý cái gì? Cân. Tại sao phải chú ý vào cái cân? Tại vì để xem người ta có cân cho mình đúng hay không. Thế các con đã biết xem cân chưa? Rồi ạ. À thế à? Từ khi người ta để cái cục 20 cân mà người ta để cục 5 lạng đấy. À thế vậy chúng ta học một số kỹ năng khi đi chợ. Một là phải chọn đồ như thế nào? Đồ tươi. Hai là phải biết làm sao? Mặc cả giá. Ba phải làm sao? Nhìn cái gì? Nhìn cân. À phải nhìn cân xem cân có đúng không? Còn gì nữa không? Ai bổ sung thêm? Có bổ sung gì thêm không? À không à? Thì khi đi chợ các con có gặp khó khăn gì về cái việc mà quá đông người đi chợ hay là sợ đấy gì không? Các con đi chợ các con có sợ không? Không ạ. À thế à? Không sợ tí nào à? Sợ tí. Thế à? Thế thì được rồi, thế nên là vậy thì lần sau ấy, chúng ta cũng sẽ lại tiếp tục đi chợ nữa. Hôm nay là có hai huấn luyện viên đi cùng đúng không? Thế lần sau nếu mà chúng ta mà tự tin thì lần sau là có lần sau không. Lần sau có lẽ sẽ lần sau không cần huấn luyện viên đi cùng đâu nhỉ? Ngày tuần sau đi học ở đâu nữa đấy. Cái việc thứ ba là gì? Việc thứ ba là chúng ta đã trải nghiệm là gì? Ba là gì? Trật tự. Hoạt động trải nghiệm tiếp theo của chúng ta là gì nhỉ? Các con nhớ lại đi. Nấu cơm. Làm gì về nhà? Đi chợ về thì làm gì? Nấu cơm. Nấu ăn. Thế những ai là đã tự tay là nhặt rau, là gọt thái, gọt hoa quả và nấu ăn cho tay cả? Ồ, giỏi thế nhỉ? Tin người bạn, tin có bạn, tin có làm gì không? Làm gì ạ? Đấy. Các con thấy ở nhà các con có phải làm những việc đó không? Ờ, nấu quạt em à? Hả? Bình tĩnh. Ở nhà các con có phải làm những việc đấy không? Có à? Thế à? Thế những bạn nhỏ có phải làm không? Thế hôm nay các con thái rau củ quả với nấu cơm thì các con thích nhất việc gì? Con thích nhất việc đi chợ. À, thích nhất đi chợ, thế tốt rồi. Lần sau thì giao cho tôm đi chợ nồi đúng không? Thích nhất nồi ạ. Thích nhất nồi. À, các con nấu cơm bằng bếp củi, các con thấy thích không? Hả? À, nấu bằng củi có thích không? Con thích nghịch lửa. Hả? À, thích nghịch lửa à? Đây là việc thứ hai là các con nấu cơm này, gọt hoa quả này. Đến việc thứ ba. Không, thứ tư kìa. Chạy ra kia. Thứ tư là làm gì? Buổi chiều chúng ta có hoạt động gì vừa xong nhỉ? Chúng ta đi bơi. Đã vừa xong chúng ta vừa mới làm hoạt động gì cuối cùng?